Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 3 của trang web ulm.vn Ở bài giảng ngày hôm nay, cô Huyền giới thiệu tới các con về cách thực hiện phép chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số trong trường hợp chia hết. Bài toán đầu tiên đặt ra là chia đều 6.408 chiếc bút chì vào hai thùng, hỏi mỗi thùng có bao nhiêu chiếc bút chì. Để giải bài toán này thì các con cần phải thực hiện phép tính gì? À, chúng mình cần phải thực hiện phép tính chia là 6408 chia cho 2. Đây là phép chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Chúng ta thực hiện như thế nào? Ngay bây giờ cô cho mình cùng vào bài mới. Đầu tiên, các con vẫn sẽ đặt tính rồi tính. Số bị chia, số chia, dấu gạch. Sau đó ta thực hiện chia lần lượt từ trái qua phải thông qua các lượt chia. 6 chia 2 bằng 3, viết 3. Nhân ngược trở lại, 3 x 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0. Tiếp tục hạ 4, 4 chia 2 bằng 2, viết 2, 2 x 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 0, 0 chia 2 bằng 0, viết 0, 0 x 2 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0. Tiếp tục hạ 8, 8 chia 2 bằng 4, viết 4, 4 x 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0. Đã kết thúc lượt chia thứ tư, đồng thời kết thúc việc đặt tính rồi tính. Như vậy, kết quả của phép chia này là bốn Chúng mình thấy rằng phép chia này được thực hiện thông qua 4 lượt chia. Các lượt chia ở đây đều là các lượt chia hết. Ở đây, ta thấy rằng phép chia này cần phải thực hiện qua 4 lượt chia. Tuy nhiên, có những phép chia chỉ cần thực hiện qua 3 lượt chia thôi. Ta sang ví dụ thứ hai 1275 chia cho 3. Chúng ta đặt tính rồi tính như thế này và bắt đầu tính. Ở đây, Lấy một chữ số là một thì không chia hết cho 3. Vậy chúng ta lấy 12 chia 3. 12 chia 3 bằng 4, viết 4. 4 x 3 bằng 12, 12 chữ 12 bằng 0. Kết thúc lượt chia đầu tiên. Hạ 7, 7 chia 3 bằng 2, viết 2. 2 x 3 bằng 6, 7 chữ 6 bằng 1. Tiếp tục hạ 5, 15 chia 3 bằng 5, viết 5. 5 x 3 bằng 15, 15 chữ 15 bằng 0. Và như vậy chúng mình kết thúc lượt chia. Kết quả tìm được ở đây là 1275 chia 3 sẽ bằng 425. Như vậy ta thấy rằng ở phép chia này, chúng mình chỉ cần thực hiện 3 lượt chia là tìm được kết quả. Thương tìm được ở đây là một số có 3 chữ số. Phép chia này cũng có các lượt chia đều là lượt chia hết. Như vậy thông qua hai ví dụ này, các con thấy khi chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số thì chúng mình có thể tìm được thương là số có 4 chữ số hoặc là số có 3 chữ số. Ngay bây giờ để củng cố kỹ năng, cô cho mình cùng làm bài tập sau. Bài đầu tiên, hãy thực hiện các phép tính sau đây. Cô lấy ví dụ. 6.393 chia cho 3, chúng ta chia lần lượt. 6 chia 3 bằng 2, viết 2. 2 x 3 bằng 6, 6 x 6 bằng 0. Hạ 3, 3 chia 3 bằng 1, viết 1. 1 x 3 bằng 3, 3 x 3 bằng 0. Hạ 9, 9 chia 3 bằng 3, viết 3. 3 x 3 bằng 9, 9 x 9 bằng 0. Hạ 3, 3 chia 3 bằng 1, viết 1, 1 x 3 bằng 3, 3 chữ 3 bằng 0. Và như vậy kết quả tìm được là 2131. Tiếp tục với hai phép chia này. Hoàn toàn chính xác, phép chia đầu tiên chúng ta tìm được kết quả là 1101 và phép chia thứ hai kết quả là 212. Bài toán thứ hai, cô có một bảng gồm số bị chia, số chia và thương. Chúng mình cùng tìm các kết quả tương ứng. Cô lấy ví dụ ở cột đầu tiên thì ta có 8840 chia 4, kết quả là 2210. Muốn tìm thương thì chúng ta chỉ việc lấy số bị chia chia cho số chia, còn tìm số bị chia thì chúng ta thực hiện phép nhân. Chính xác, kết quả tìm được ở đây là 8840, 419 và 3272. Ở bài 3 là một bài toán có lời văn, có hai trang trại nuôi vịt, trang trại thứ nhất có 4.500 con. Số con vịt ở trang trại thứ hai bằng số con vịt ở trang trại thứ nhất giảm đi 3 lần. Hỏi trang trại thứ hai có bao nhiêu con vịt và cả hai trang trại có bao nhiêu con vịt. Đầu tiên các con tìm hiểu lại đề bài. ra chính xác. Đề bài cho là số vịt ở trang trại thứ nhất là 4500, số vịt ở trang trại thứ hai bằng số vịt ở trang trại thứ nhất giảm đi 3 lần. Vậy để tìm số vịt ở trang trại thứ hai, chúng mình áp dụng bài toán giảm một số đi một số lần. Tìm được kết quả là gì? À, chúng mình có trang trại thứ hai có số con vịt là 4.500 chia cho 3, kết quả là 1.500 con. Sau khi đã biết số con vịt ở trang trại thứ hai rồi, thì các con có thể tính được ngay là cả hai trang trại có bao nhiêu con vịt bằng cách thực hiện phép cộng. Rất chính xác, lấy 4.500 cộng 1.500, kết quả tìm được là 6.000 con. Như vậy, ở bài ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn các con thực hiện phép chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Trong trường hợp lượt chia là lượt chia hết. Sau khi xem xong bài giảng, chúng mình hãy làm phần luyện tập để củng cố kiến thức. Cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.